Hôm nay thầy đồ rất là vui được viết chữ cho các con. Rất là hạnh phúc luôn đấy, vì thấy các con cũng yêu cái nét bút thư pháp này, một cái truyền thống của dân tộc ta. Rất nhiều bạn đề nghị, nhưng mà do là trời rất là nắng, thầy đồ cũng không muốn là các con đứng ngoài nắng lâu như thế này. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới, thầy đồ sẽ có nhiều thời gian hơn để tặng các con một người một chữ. Rồi chúc tất cả các con học thật tốt, thật ngoan. Và mỗi dịp Tết đến xuân về như thế này, hãy nhớ đến dân tộc chúng ta có một cái truyền thống rất hay, đó là truyền thống cho chữ ngày Tết. Chúc các con mạnh khỏe và học thật giỏi nhé. Sáng nay thì ở các trường, các thầy cô giáo tổ chức cho các cháu một cái phiên chợ Tết. Và có một cái chương trình đó là ông đồ cho chữ, thì rất là vui. Đã chuẩn bị rất là nhiều giấy liền để viết, nhưng mà cuối cùng không đủ. Thành ra các con mang rất là nhiều giấy A4 ra để nhờ viết. Có một số bạn chuẩn bị giấy A4 không kịp đó, mang luôn cả vợ mình ra. Trời ơi, rất là đáng yêu luôn các bạn ơi. Thôi hẹn gặp lại các con sang năm nhé.